Alright, hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Dasage đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với Hollow Knight. Lần trước chúng ta đã hoàn thành xong map Queen's Garden, khu vườn của Nữ Hoàng. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái map cuối cùng. Đó là Deep Nest, phía bên trái. Ok. Xem chúng ta có equip trang gì rồi nào. Ok, trang mình có gì cũ, không có gì thay đổi cả. Mình sẽ đi xuống dưới góc bên trái kia có một cái tượng Dream. Chắc chắn đây là boss Dream rồi. Nó chả gì phải ngại cả, ra đánh luôn. Không có gì phải xoắn hết. À từ từ, có vẻ mình để âm thanh hơi bé để mình chỉnh lại âm thanh cả. Rồi ok, đi nào. Từ từ khoan, à mình phải đi sang bên kia mới đúng, không phải đi dưới đây. Yeah. Hy vọng boss nó sẽ không khó. Chết này. Rồi easy game. Mấy cái con đấy là con gì nhỉ, mình không biết nữa. Rồi. Tránh ow shit, dịch đòn rồi, không sao cả. Số lượng trăm rất là nhiều nhưng mà trăm nó chẳng có mấy. Chết này. Mấy con treo 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 này rất là khó chịu nhá. Chuẩn bị cẩn thận nào. Thank you. Chết tiếp. Xem nào, mình còn chỉ có đúng hai cái trăm nữa là xong này. Wow, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái charm nữa thì mình biết chắc chắn là charm của Grub. Sau khi mình cứu được tất cả các con Grub thì mình sẽ lấy được cái charm đấy. Còn một cái nữa thì hình như là chắc chắn là lấy được ở Deepnet rồi. Tại vì mình đã qua tất cả các map thấy một cái charm nào khác cả. Vậy thì một trong cái cục mình sẽ lấy được ở Deepnet. Và các bạn có thể thấy một nửa mảnh kinh sâu này. Cái charm này tên là kinh sâu. Mình muốn lấy một nửa nữa ở cái chỗ lâu đài trắng. Cái map đó là ở chỗ Ancient Basin mà lần trước mình dùng Dream Nail vào một con kỵ sĩ ở đấy thì mình chưa mở được bởi vì nail của mình chưa đủ. Chưa mở được cái cái gì? À, Dream Nail, còn một cấp nữa của Dream Nail đó gọi là Awoken Dream Nail nữa. Bây giờ chúng ta còn hơi ít essence. Chứ phải đánh boss Dreamer như này để mình lấy thêm essence. Oh, a fellow warrior. Ở đây sao? Ta nghĩ ta là người duy nhất đủ dũng cảm và đủ khỏe để có thể sống sót ở trong nơi này. Một nơi tự bị lãng quên. Ta là Galien, chiến binh mạnh nhất của Hallownest. Ta đến đây. Ta đến cái địa phương này một chút là gì? Để thử sức. Không nghi ngờ gì nếu ngươi muốn thử thách gọi là gì nhỉ? Ok, thôi rồi. Yes, you are. Đúng vậy, ngươi và ta là những người hiếm. Hiếm gì nhỉ? Thôi kệ. Vậy thì sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến chứ. Để chúng ta hãy cùng thử xem sức mạnh của chúng ta đến đâu nào. In the Joyful Combat. Joyful Combat là một trận chiến hữu nghị à? Chắc thế. Mày có cẩn thận. À. Oh, phải cẩn thận nha. Ui. Khoai đấy, ui từ từ từ. Ai, đi rồi. Con này mình chưa chuẩn bị tinh thần nên là làm sao? Đi lại. Vô khỉ. Ok. Bắt đầu. Ah, no. Cẩn thận. Quay, hơi nhiều đấy. Ai, shit. Không có thời gian để hồi máu rồi nào. God damn it. Rồi, xong rồi. Đấy, biết mày là dễ mà. Khó gì đâu. Đừng chịu khó gõ tí là được. Không thể tin được, ta đã bị đánh bại rồi lúc cuối cùng này sao? Cuối cùng ta đã bị đánh bại, ok. Như vậy đây là cảm giác đã bị đánh bại sao? Wow. Nhưng mà như vậy ta vẫn rất là khỏe phải không? Khi ngươi thấy vị vua của chúng ta, chắc chắn là ngươi sẽ nói
với ông ấy về Valor gì? Phải rồi, anh ta, ngài đã gửi ngươi xuống đây để kiểm tra ta, phải không? Và thử sức ta, ok. Ta biết điều đó. Ta biết là anh, ông ta không quên được Galien dũng cảm này. Ta đã sẵn sàng để đi cùng ngươi rồi. Người anh em, ngươi và ta, hãy chúng ta hãy cùng rời khỏi đây, cùng nhau, ok. Nice. Vậy là xong. The body of fallen warrior. Như vậy là ông ta đã chết rồi nhưng mà vẫn nghĩ rằng mình còn sống. Bây giờ là vậy thôi. Dream Warrior là những người đã chết mà. Ok, được 3 mạng. Đi nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống đâu? Bên kia, dưới cùng. Ok, let's go. Mình đoán chỗ đó đường nó sẽ rất là lằng nhằng đấy. Đây là map rất là rộng. Ok. Nào, đừng hòng bắn chúng tao. Nào, cứ ngã thẳng xuống thôi. Tại nó ở dưới có đỉnh rồi. Đấy, biết ngay mà. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Không tỉnh, không tỉnh thôi. Không tỉnh thì bố đi tiếp. Ồ, gì đấy? Ồ, mày có điện con kìa. Cái map này mà ai mà sợ nhện thì tốt nhất là không nên chơi. Nhìn thấy mấy con nhện lại khiếp quá, không động, không đánh, không làm được gì, ăn gì được, thôi chết. Trời ơi, chết. Rồi. Ui. No 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 no. Ui, nó khỏe thế. Vậy đấy. Oh, chết rồi. Ok, ngon. Wow, cái con này khỏe thật. Bây giờ chúng ta phải rất cẩn thận nha. Đối mặt mấy con này là nguy hiểm lắm này. Bên này có đường này. Một đường đi lên trên à? Thử đây xem. À, không có gì cả. Chỉ là đinh thôi. Dưới này thì sao? À, dưới này không có gì hết. Toàn trứng điện. Trời ơi. Gớm. Ok. Đây thì sao? Nice. Thank you. Ba ba ra ba ra ba. Ơ, từ từ. Có một con rút ở trên này. Thử đi ra đây xem nào. Vào đây làm gì có đường lên đâu. Không có, không có. Đấy, được rồi. Dẫn chơi. Con này ở đâu ra nhỉ? Đoạn này như mình đi rồi. Ok, đi xem này xem. Thật. Đấy. Cẩn thận nha. Ây, thế mà bị dịch. Why? Damn it. Con này khó né thật. Ở đây hết đường rồi. Oh fuck. Đây là bà lên trên kia. Ai, chà chà, vậy là mình không thể lên được. Đây đúng không? Trên kia cao quá, phải lại phải đi bên này vậy. Chém. Ok, đây rồi. Vào đây. Rồi, tiếp theo là cẩn thận nhá. Ui. Cẩn thận, chỗ này nhiều bẫy quá nhở. Oh. Ở đây có cái gì này? Đây là Rancid S.
ra mà nói thì mình không cần cái này nhiều. Ok. Ở đây có một thiên ăn đi. Ờ tốt. Ờ một đường tắt à? Ok. Vậy là mình là phải đi lên. Rồi tiếp. Đó sẽ đi đâu đây trên này. God damn it. Ok, rồi sao nữa? Trên này là cái chỗ mà mình cứ nhảy xuống đấy mà. Hoặc là không phải. Bên này xem nào. Rồi, con group đi rồi. Okay. Oh my goodness. Ok. Đây không có đường tắt. Vậy thì đi lên đây. Đây không có gì. Oh shit. Bây giờ đoạn này mình không được chết nhá. Chết rồi là đi lại đoạn kia mệt lắm. Đây không có ghế. Trên này xem có gì không. Ở đây đoạn bên dưới và lấy mình đi rồi. À đây có một cái Whispering Root. Ừ thì ăn đã. Ok. Ok. Rồi xong. Cái này đã thôi. Ok. Sắp hết rồi, sắp hết rồi, sắp hết rồi, sắp hết rồi. Đi nữa thôi. Bên trên. Bên này thì sao nhỉ? Có cái nào mình có thể đánh xuyên cái tường kia để cứu group nhỉ? Hoặc là có thể có, hoặc có thể không. Xem. Ô, cẩn thận. Rơi dưới. Ai, shit. Rơi rồi. Fuck, chết tiệt. Mày bắt được xếp ở đây rồi. Không được rồi. Không được, không được, không được. Hơi tốn, thôi kệ. Ở lại gì? Bên nào nữa đây? Đây. Cây đen. Ui. Lại rơi dưới. Một kiếp. Ô, cẩn thận. Cái con này. Có đánh con này nhỉ? Ờ, ok. Hồi tí máu. Ok, hết rồi. Mệt quá. Đây xem nào. À, đây rồi. Cứu được rồi. Tốt, đây là đường tắt, đã được mở. Đi xong đâu đấy nhỉ? Bên kia đi. Từ xem lại. À, chúng ta có một mảnh ở đây nữa này. Hai mặt nạ nữa. Ok. Ồ, đây chính là cái đường đã dẫn đến Queen's Garden. Ở đây có ít sâu. Lấy sâu hồi máu. Thank you. Ok. Ai chết. Xin cầm trời. Ra. Mình đi xuống dưới lại thôi. Ok. Đoạn này chưa có map. Đi đâu nhỉ? Xuống dưới này thì sao? À đây được cũng rồi.
God damn. Thôi rồi, chúng ta đi tiếp. Bên này thì sao? À, bên này là cái cây. Đi không nhớ đường, mệt quá à. Cái gì? Chết này. Vừa hợp lý có thêm tí sâu. Đi thôi. Đây ở đâu đây? Chúng ta sắp đến gần chỗ Hera đang ngủ rồi. Hera the Beast. Yeah. Cẩn thận. Rất nguy hiểm. Oh fuck. À, mình biết mà. Ok. Oh fuck. Rồi tê, ok. Ôi. À, toàn bẫy. Chúng là không cẩn thận, toàn mắc bẫy rồi, khổ ghê. Oh. Chết tiệt. Tốt. Quá điệu nghệ. Ow. Trời ơi, lại dính bẫy nữa. Damn it. Mình ghét chuyện này. Oh. Hay quá, chúng ra nơi rồi này. Distant Village. Xem nào, kiếm một cái ghế ngồi coi. Đây là đâu? Từ khoan. Not friends, không phải là bạn. Bọn này chắc là bị nhện nó cuốn vào đây. Xong rồi chết đờ ở đây rồi. Kéo đi được không? Không. Rất là tiếc. Từ trên kia có chỉ. Con kiến mình cỡ lên đấy trước đã. Ok then. Đây rồi. A tool machine with a symbol of stuck. Vẫn là không có ghế ở đây. Ê, tức đi. Đây rồi. Từ one. Little one, I found it. Oh, cậu bé nhỏ tôi đã tìm thấy nó. Cái tổ của Stark, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Tôi chưa từng vào đó lại một lần nữa. Nhiệm vụ của tôi là travel là đi khi chỉ khi nào được gọi. Yep. Vâng, nhưng mà nếu như mà cậu muốn đến tự mình xem thì tôi có thể đưa cậu đến đó. Không còn nhiều người ở đó để chào mừng chúng ta, nhưng mà cái tổ vẫn còn. Cho tôi một lời thôi và tôi sẽ đi đến nó. Thì mình đi thử đến đây xem nào. Ở đây không có cái ghế. Tức quá đi. Stark Nest. Đây rồi. Đây là cái tổ của Stark. Và chúng ta lấy được một mảnh vessel. Yeah. Vậy là xong ba cái vessel. Tuyệt vời. Nó không nhầm thì chỗ này là Holy Clip đúng không? Chuẩn luôn. Thôi được rồi. Để đi về thôi. Chúng ta chưa xong công việc ở chỗ Dimet đâu. Còn rất nhiều thứ phải làm. Gì đây? Empty eggshell. Ok. Quả trứng nở ra. Nhưng mà trống rỗng. Chắc chắn quả trứng đấy là của con Stark vừa rồi rồi. Nó là con cuối cùng ở trong cái tổ này mà. Chết hết rồi này. Infested chết hết. Chào bạn con nào. Khổ nhỉ. Câu chuyện buồn. Cậu nghĩ thế nào về nhà của tôi? Nó đã từng có sự sống rất là đầy đủ. Một lần từng. Ok. Stark đến và đi trao đổi những câu chuyện về nơi mà họ đã từng đến và những khách đi họ đã từng gặp. Đã rất lâu rồi từ kể tôi đã từng cân nhắc về mình, bởi vì mình là một người còn lại cuối cùng, the last Stark. Yep.
Nhưng mà được ở trong cái nest một lần nữa. Có cái gì đó ở trên không? Một cái mùi gì đó ấm hiện hữu. Có thể là thế. Có thể là một con kiến nào đó đã tìm cái đường để vào đi ra ngoài thế giới rộng lớn hơn. Chắc là vậy. Và ok, tôi sẽ hy vọng, tôi sẽ giữ cái hy vọng đó ở trong mình. Lớp vỏ của tôi vẫn còn sống vẫn còn ở ngoài đó. Mykin là đồng loại chứ. Đúng rồi, tôi vẫn còn sống và còn ở ngoài đó. Đang có những chuyến đi bên ngoài vùng đất này, kể, bên ngoài vùng đất này. Ok. Nhưng mà đối với tôi thì tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Starways, là những con đường kiến nó đi ở trong này này. Miễn là người hành khách vẫn còn cần họ, tôi có thể nói với cậu là tôi vẫn còn những công việc quan trọng phải làm ấy. Tôi sẽ trở thành người đồng hành của bạn, miễn là cơ thể già nua của tôi vẫn còn có thể phục vụ. Hãy để chúng ta cùng đi vào những con đường cũ ở trong cái vương quốc này cùng nhau lâu hơn nữa. Wow, câu chuyện nghe có vẻ rất là tốt đấy. Ok, câu chuyện nghe có vẻ rất là hay. Và cuối cùng thì vẫn không có ghế nào cả. Tệ vãi. Ok, mình đang ở đâu đây? Dưới này thì sao? Đi vào đây đã. Oh, ý, có ghế rồi, từ từ xem nào. Chúng tôi là bạn mà, chào mừng. Hãy ngồi nghỉ. Sit and rest. Từ khoan, sao mình cảm thấy có cái gì đấy không đúng ở đây? Cái âm thanh nghe nó quái quái. Ngồi đã. Mình biết ngay mà, bị tráp rồi. Mình bị bắt rồi, không thoát được. Rồi xong. Bị hiếp dâm, tôi bị hiếp dâm. Quái kính rồi. Rồi xong. Ok rồi, chúng ta đang ở đâu đây? Thoát rồi, yeah. Beast Dance. Cái tổ của The Beast, của con thú. Như vậy là đây chính là nơi ở của Hera the Beast. Khá là vậy. Đây có đường này. Ok, cái gì đây? Hello Nessie. Ok. Đi thôi. Có đường nữa. Có mấy con gớm đấy. Không là gì cả. Làm sao để kiếm cái ngồi giờ? Tốt. Đây một đường. Không có đường. Lên đây. Ui. Chết đi. Con nhợn. Cái này con này tôi không biết. Nó khó. Khỏe. Ow. Phong ngọc. Đeo cái grab xong rất là lợi. Khi chúng ta bị chạm thì được hồi máu. Hay ở chỗ đây. Đây mình đi rồi. Thế này thì sao? Đi rồi. Là gì? Không có map ở đây. Trời ơi. Đi cái chỗ mà nó nhiều góc ngách này có map là cực hình luôn đấy. Thề đấy. Mình thề luôn. Đúng là cực hình. Ao. Con gì nó kêu nhỉ? Cái này là tiếng của Rancid X. God damn you. Ok, no. Úi chà chà. Bên này biết mà, đây có cái Rancid X ở đây. Cái đống Rancid X này mình không chết rồi mình không dùng được mấy. Hầu hết là mình chết xong mình quay trở lại mình đánh lại cái linh hồn của mình lấy luôn chứ không có một group. Bên nào đây? Group đâu nhỉ?
Đây đây, quay. Gần đây thôi. Đây rồi. Nghe chuẩn. Tạm biệt nha. Về nhà đi bạn. Nhiệt. Về nhà đi bé nhỏ. Trên lên trên này xem nào. Ok. Đây chưa đi được. Xong bên kia. No. Ui. Ok. Tốt, hai hit là được rồi, không có gì. Đây thì sao? Cảm ơn màu oan. Sao bên này có gì không đã? Đây, có tiền này. Bây giờ tiền mình khá là thừa rồi, không thể làm gì. Hồi đầu game các bạn có thể thấy tiền mình bắt cỡ rất cần tiền để mua đồ. Về sau các bạn lúc nào cũng thừa tiền. Thành ra là chết một hai lần thì cũng không quan trọng. Chết đi. Ở đâu đây? Quái gì đây? Không được. Trong này được cụt rồi. Như thế này vậy. À đây. Ê, có ghế rồi. Ô. Từ khoan. Ngồi ở tỉnh. Mạo được gặp đến. Tuyệt quá. Ờ, như vậy là chúng ta chỉ còn một chỗ dưới kia đã thôi, chưa đi cả. Nice. Xuống dưới ở đâu này? À, đây là cái chỗ vừa lấy của mình đây mà. Ô khỉ. Được rồi. Trở lại. Ba da da da. Bây giờ đường nó đang trở nên rất là lằng nhằng. Mình không biết mình đang đi đâu đây. Oh my god. Lên trên này xem. Đây là cái chỗ mình vừa đi này. À. Đây rồi. Đây chính là nơi ăn nghỉ của Hera the Beast. Nhiều tiền đấy. Ok, vào giải quyết cho Hera thôi. A sleeping figure lay atop the stone plinth. Một cái tượng đang nằm ngủ. À cái gì, một tượng. Khó dịch quá, không biết dịch như nào nữa. Đi vào thôi, giấc mơ của nó nào. Yay. Chúng ta cũng đã gặp người cuối cùng trong 3 Dreamer. Hera. Ok, wow. Rồi, xong. Ăn nghỉ nha Hera. Tất cả mọi việc còn lại hãy để tôi lo liệu. Yeah. Xong rồi, mảnh phong ấn cuối cùng đã được mở ra. Nó đã bị phá bỏ. Nhập. Yeah. Rồi, xong. Boom. Và mình đoán chỗ đó chính là chỗ để chúng ta có thể gặp boss cuối cùng của game. Hornet. À, đúng rồi. Mình vừa giết mẹ của Hornet xong mà. Xem nào. Nói chuyện với cô bé một chút. Tạm biệt Hornet nha. Mẹ hãy tha lỗi cho hành động này của con. Nhưng con đường khác sẽ có thể tốt hơn. Ok, wow, câu chuyện có vẻ hơi buồn. À, được rồi. Dừng vào đây thôi. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn cảm thấy nó hay, hãy để lại cho mình một like và comment bên dưới. Subscribe channel của mình và share video của mình được không nhé. Mình xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và bây giờ, tạm biệt các bạn. Bye bye.